Alo mọi người ơi, lên mã 26 giùm em. 26 nha. Mặt hình form dấu quần bao xinh luôn. Rồi chốt mã 26. 60 kg trở lại vừa nè. 60-65 luôn á, 65 kg trở lại vừa, chốt mã 26. Đây nha mấy chị, mấy mẫu này mấy chị mặc dưới quần short rất đẹp nha. Rồi mã 26. Mã 25.000 đồng giá nha, mã 29 nha.
65 kg mặc được hết mấy chị, len rất là đơn giản luôn á. Rồi mã 29 chị Lan vừa lên mã 29 giùm em. 29 cho chị Nguyễn Anh. Cái này 63 kg là vừa đó chị Nguyễn Anh nè. Lên số điện thoại giúp em chị Nguyễn Anh ơi. Lên số điện thoại giúp em nha. Rồi bà ba màu đỏ tươi nè chị, size số 2 đây. Màu này màu đỏ tươi nha, đó. Đây chị đẹp gái. Em mặc cái bộ bà ba màu đỏ tươi lên cho chị xem nha. Chị nào xem báo lên chờ em một xíu nha mọi người. Của em thôi rồi. Đây 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 màu đỏ. Màu đỏ tươi đây chị đẹp ơi. Ok chị Nguyễn Anh, cảm ơn chị. Đây chị dòng son xanh mình có hết không? Màu đỏ này em còn nè, còn màu tím hả? Màu tím em hết rồi. Em còn màu đỏ với lại là màu này là màu màu hồng sữa này chị, màu hồng sữa cũng đẹp lắm nè, size số 2. Màu hồng sữa. Đó màu em mặc là màu hồng sữa đó chị. Áo quên màu đỏ đó chị đẹp. Đỏ tươi luôn á. Đây em mặc là size số 2, em mặc rộng nè. 50 đến 55 kg là vừa size số 2 nha. Em 41 kg. Ok chị dòng son xanh. Chị dòng son xanh chút nữa inbox cho em nha chị đẹp. Em chưa có lưu số điện thoại của mình lại á, chút nữa chị inbox giùm em nha. Cam sữa size số 2 mấy chị ơi, 50 đến 55 kg vừa màu cam sữa nè. Chị có chọn thêm không? À, chị dòng son xanh không thì em quay lại áo ngoài ba nha. À, em quên, em quay lại áo len cho mấy chị lựa tiếp. Đây màu cam sữa nha. Đó, chị đẹp nào thích lên mã cam sữa thì em size số 2 luôn, 50 55 kg. 50 55 kg vừa. Size số 2 nhưng em không còn rồi, màu này màu hồng. Màu hồng này em còn size 1, size 2 nè. Đó, mấy màu tươi em còn mấy màu này thôi nha. Hồng size 1, size 2 giùm em mã hồng. Chị lấy đỏ rồi, ok chị. Rồi em quay lại áo len tiếp cho mọi người nha. Rồi hồng này em còn size 1 và size 2 nha. Size 1 là 40-50kg nè. Size 2 50-55kg. Dễ thương cực kỳ luôn á. Rồi chị nào thích chốt cho em hồng nha. Hồng. Rồi em quay lại áo len nha mọi người ơi. Rồi cái này lên tiếp cho em mã số 30. Một cái áo form cũng ngắn ngắn nha, tay cánh dơi mấy chị, màu đỏ dễ thương lắm luôn. Rồi 55kg trở lại vừa nè, 55-57kg vừa nha mấy chị. Đó chị nào vừa chốt giúp em, đẹp chưa. Lên cho em mã số 30. Mã số 30 giúp em nha mọi người ơi. Tay cánh dơi mặc dễ thương lắm luôn á. Cái này tay cánh dơi nha. Mặc nó khủng khủng rất là đẹp luôn.
Rồi lên cho em mã số 30 giùm em. Mã số 30 mấy chị. Mã 30 nha. 57 kg đổi lại là mặt vừa. Rồi lên mã 30 giúp em. Lên mềm nha mọi người. Lên rất là mềm rũ luôn. Rồi chốt mã 30 cho em nha. 30 30. 57 kg đổ lại vừa, lên mã 30 giùm em. Rồi 65 kg vừa là chốt cho em mã số 31. Lên mã 31 giùm em nha. 65 kg trở lại vừa. Chốt mã 31. Rồi lên mã 31 giúp em nha mấy chị đẹp. 31 nè. Rồi cái này mã 33 này đúng không chị?
là 35 nè. Bỏ chị cái này nha chị Nguyễn Hưng. Rồi cái này mã 33 này đúng không chị? Đúng thì ok đỏ giúp em nha. Ok đỏ lên lại giúp em. Đây 65kg trở lại vừa. Ok lên đỏ lại giúp em nha. Lên lại mã đỏ cho em. Đó cái này đúng đó, thì chốt lại cho em là mã đỏ nha chị này. Rồi cái này là mã 36 nè. Cái này mã 36, đó 65kg trở lại vừa, mã 36, cổ tim nha. Dày, cái này dày lắm mấy chị ơi, mặc ấm nha. Rồi lên mã 36 giúp em. Không lấy đỏ rồi, ok chị. Rồi 57kg trở lại vừa nè, lên cho em mã 37. Ủa vậy cái mã 33 là cái nào chị đẹp? Rồi 57kg trở lại vừa nè, cổ phối ren. Chị nào vừa cái này chốt cho em mã 37 nha. Dễ thương chưa? Rồi lên mã 37 màu rêu nha mọi người. Màu rêu. Vải nó giống như là lông cừu vậy mấy chị. Rồi chốt cho em mã 37. Mã 37 giùm em. Rồi cái này lên mã 38 em nha, 55kg trở lại vừa lên mã 38. Cổ lọ. Mã 38 mấy chị ơi. Chị nào vừa lên mã 38 nha. Quá chị Nguyễn Oanh lấy cái này đi chị, 65kg trở lại vừa, chốt cho em mã 39. Mã 39 giùm em nha. Cái này đẹp nè chị Nguyễn Oanh. Rồi lên mã 39 giúp em mọi người ơi, 65kg trở lại vừa cho em nha. Mã 39 màu xanh đẹp lắm luôn đó. Rồi chốt mã 39 giùm em nè. Lấy cái này đi chị Nguyễn Oanh ơi, đẹp nè chị em. Rồi mã 39 cho em cái này nha, mã 39. Rồi 57kg trở lại vừa, chốt cho em mã 40 nha mấy chị đẹp. Trời ơi, màu xám đen rất là đẹp luôn. Màu xám đen nha. Xanh điệu lắm mọi người ơi. Rồi chốt cho em mã 40 nè. 57kg trở lại vừa nè, lên mã 40 giùm em nha. Lên mã 40 giúp em. Cái này các chị mặc với quần linh hoặc là quần quần legging ôm rất là đẹp luôn á. Rồi lên mã số 40 giùm em, màu xám nha các chị. Màu xám xám đen đen. Đó, lên mã số 40. 40 các chị rất khó nè.
mã số 41 cho em cái này màu đen nha mấy chị. 57kg trở lại vừa cho em nè. Nó cột dây ở phía trước. Giống như áo sơ mi mà ở trước hai cái tà nhọn cột lại vậy mấy chị yêu. Dễ thương chưa? Rồi mã số 42 giùm em. Ủa 41, mã số 41. Chào em Trần Nguyệt nha. Rồi lên mã 41 giùm em mọi người. Dễ thương lắm nè. Ở trước này là nó hai cái tà nhọn cột lại nha. Đó. Giống như là mình áo sơ mi kiểu vậy mấy chị. Rồi mã số 41 giúp em. 41 nha. 57kg trở lại lên mã 41. Mã 46 mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn.
Rồi lên mã 46 em nha, 35.000 luôn, quá đẹp. Thường đầm này là người ta bán 80.000 một cái nha mấy chị. Đó, đầm là người ta phân loại ra, đầm là bán 80.000 một cái nha. Rồi chốt mã 46 giùm em. Ký trở lại vừa lên mã 47 giùm em, màu hồng dễ thương quá luôn. Cổ lọ. Rồi 55 ký đổ lại vừa, chốt mã 47. Lên mã 47 giúp em mọi người ơi. 47 nha, chỉ đẹp nào vừa lên mã 47 giùm em. Đẹp lắm luôn cái màu hồng này. Rồi chốt 47. Sau cái đầm nữa, cái đầm là 46 rồi, sau cái đầm là cái nào em không nhớ luôn á chị đẹp. Qua lâu quá rồi. Màu xanh. Màu xanh là cái nào? Cái này hả chị? Cái này 45 đúng không chị đẹp ơi? Đúng thì ok giùm em nha. Phải thế này không chị ơi? Đúng thì ok giúp em nha. Đó, cái này đúng không chị đẹp ơi? Đúng ok giúp em nha. Đúng thì ok giúp em để em biết nè. Trời ơi, cái này dễ thương quá mấy chị. 55 kg trở lại vừa lên mã 49 giúp em. Cổ sơ mi đính hai cái ngọc hay đá gì vậy đây nè. 55 kg trở lại vừa lên mã 49 giùm em. Màu xám. Dễ thương lắm. Đúng cái xanh đó không chị Kiều Lan? Không hả? Vậy không biết cái nào luôn á. Có đầm len nha chị siêu bách ơi, có đầm len nha chị ơi, còn mấy cái đầm len á. Rồi cái này mã 49 giùm em nè. Chị nào vừa chốt mã 49. Ok
53 giùm em nha, mã 53 55 kg trở lại luôn, chốt mã 53. Chốt mã 53 giúp em nha. Chị nào vừa lên mã 53. Rồi 55 kg đổ lại luôn. Giống như thổ cẩm vậy mấy chị, lên mã 54. Chốt mã 54. Chốt mã 54 giùm em nha. Rồi chốt mã 54. Rồi cái này to nha mấy chị, 65-70 kg vừa luôn nha, lên mã 55. Chốt mã 55 giùm em nha, cái này to nha mấy chị ơi. Đây, vạt nó là vạt xéo nha, bên này nhọn nè, xéo một chữ V nhọn lên nè. Rồi chốt cho em mã 55 nha, mã 55, 65-70 kg trở lại vừa luôn. Đây nha mấy chị ơi, lên mềm co giãn ha. Đó. Rồi chị nào vừa cái này lên mã 55 giùm em. Trở lại vừa lên mã 56. Màu tím cẩm. Rồi lên mã 56 giúp em. Nó đẹp không chị? Rồi lên mã 56 giúp em mọi người. Hai bên sẽ like mọi người ơi, hai bên sẽ like nha. Rồi lên mã 57 giúp em. Chị đẹp nào vừa lên trên mã 57. Rồi em qua mẫu khác cho mọi người. Mã 54 bao nhiêu ký vừa? 7, 6, 5, 5, 4. Đây chị đẹp, mã này đúng không? 55 ký nha chị, 55-57 ký vừa nha. 55-57 ký vừa nha chị ơi. Cổ tròn ha. Rồi em qua mẫu nha mấy chị đẹp ơi, em qua mẫu. Em lên bộ này hàng sale cho các chị 101 sale 75 nha. Bộ sẫm của Tàu chị nào vừa chốt còn mấy bộ nè. Em lên chị nào vừa chốt giúp em nha. Hết áo hen rồi mấy chị qua mẫu nha. Rồi em còn cái đầm này nè. Cái đầm này sale 50.000 chị nào vừa chốt mấy chị đẹp. Còn cái đầm này sale 50 chị nào vừa chốt cho em nha. Đây. Trời ơi. Sale 50. Dễ thương chưa? Đó, chị nào vừa chốt 57 ký trở lại cho em vừa nha. Cái này các chị có thêm một cái đeo vô nữa, em nói nó sang cực kỳ luôn. Ở dưới là nhung nha các chị, nhung 3 tầng ở trên phối đen, dễ thương lắm. Thắt một cái nịt vô nữa. Rồi cái đầm này 50.000, 57 ký trở lại vừa, chị nào có đơn chốt luôn đi mọi người ơi, bao đẹp luôn á. Rồi 57 ký trở lại vừa mấy chị ơi. Ở dưới đây nó là nhung nha, nhung phối ren. Đó chị nào vừa cái này chốt cho em đầm 50 nha các chị đẹp. 50.000 dễ thương lắm luôn. Lên mã đầm 50 giùm em ha. 57 ký trở lại vừa. Rồi đầm 50 giùm em nha mọi người ơi.
Rồi bộ sẫm sẽ tà nha, cái gì đẹp sẫm sẽ tà phối sẫm sẽ tà cổ tàu nè. Có là chị siêu bách ơi, nịt là nịt riêng đó chị, đồng 50 nha, nịt là nịt của em nha chị đẹp ơi. Nịt đó 101 lần đó, em mua em xài á. Em mua thì em chỉ nịt để khi em bán thôi chứ em chưa xài bao giờ. Rồi bộ này bộ sẫm nha mấy chị ơi, quần đó là quần dài ống ôm, hai bên nó sẽ tà nha, hai bên sẽ tà như thế này nè, cổ tàu đó. Chị đẹp nào thích bộ này chốt cho em 75.000 một bộ, em sale nha, 101 sale còn 75. Rồi chị nào thích cái bộ này lên giúp em mã đỏ đen size số 1, đỏ đen em còn size 1, size 4. Rồi mã đỏ đen em còn size 14 nha, size 1 40 50 kg, size 4 60 đến 65 kg vừa với chị đẹp ơi, 75 ngàn chị nào vừa chốt cho em mã đỏ đen. Size 1 em còn size 1, size 4 nha. Rồi mã đỏ đen size 1 4 75 ngàn nha mấy chị. Rồi cái này chốt xanh giùm em size số 1. Lên mã xanh 1 giúp em. Xanh 1 luôn 40 50 kg vừa. Chị nào mà cao 1m58 trở lên đó, thì 52 53 kg vừa nha. Rồi chốt cho em xanh cổ tàu phối hiền ren nha các chị, phối ren nha, dễ thương lắm luôn. Rồi lên cho em mã xanh size số 1 luôn nha. Xanh 1. Rồi hồng nè mấy chị đẹp, hồng em còn size 1, 2, 3, 4 1, 2, 4. Rồi hồng em còn size 1, 2, 4 nha. Chị nào vừa chốt hồng 1, 2, 4 giùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi, chỉ có cái bộ em mặc là quần đen thôi nha, còn những bộ khác là quần cùng màu nha mọi người. Tại vì cái áo em mặc á, là nó phối, nó đi viền đen cho nên đi quần màu đen. Còn những cái áo khác là phối viền cùng màu nha. Đây quần dài ống ôm, đẹp chưa? Thun mềm mịn co giãn thật mát nha. Rồi 110 em sale còn có 75 thôi, chị nào vừa bộ này chốt cho em. Rồi chị nào vừa bộ này chốt cho em nha. Màu này là màu 57 kg, chị mặc size số 3, cái mẫu này chị mặc size số 3 đó chị siêu siêu bắt thôi, nhưng mà mẫu này em hết size 3 là chị đẹp, em còn size 4 à. Size 4 60 đến 65 kg. Rồi hồng này em còn size 1, 2, 4. Chị nào vừa chốt hồng 1, 2, 4 giùm em nha. Hồng 1, 2, 4. Hồng em còn 1, 2, 4 nha chị đẹp. Rồi màu này màu đỏ đô 55 kg. Nếu mà chị 55 kg, chị cao 1m55 trở lên thì mặc chị mặc số 2 vừa. Chị chính phải cho chính xác số ký nha chị ơi. Còn 57 kg là phải mặc size số 3, mà số 3 em hết. Rồi lên mã đỏ đô giùm em nha, em còn size 1, 2 luôn. Nhưng lẻ size còn có mấy bộ thôi, cái này là em về 100 bộ lận. Mà giờ còn mấy bộ thôi nha mấy chị. Bán là 101 chứ không có giá này đâu. Giá em nhập á, là đã 90 rồi. Bán 101, bây giờ em xả có 75 thôi mấy chị ơi. Rồi lên giúp em đỏ đô. Đỏ đô size 1, size 2 màu đỏ đô nha. Đỏ đô 1, 2 giùm em. Trời ơi bao đẹp bao viền cho mọi người luôn cái bộ này. Rồi đỏ đô size 1, 2 em qua mẫu nha, còn mấy bộ này thôi mấy chị đẹp. Còn còn bộ đỏ tươi size số 2 nữa nào mấy chị, 50 55 kg vừa bộ đỏ tươi nha. Cái này đỏ tươi, chị nào vừa chốt đỏ tươi giùm em. Đỏ tươi hơn mấy chị đẹp, size số 2. Quần màu đỏ, áo màu đỏ luôn ha. Rồi chốt mã đỏ tươi size 2 cho em 50 đến 55 kg. 50 đến 55 kg nha. Chào em Hạnh nha. Chị Trịnh Thơ cho chị xem bộ dài tay. Bộ dài tay hả chị? Bộ dài tay em có cái mẫu này nè. Mẫu pyjama thôi, em có mẫu pyjama với mẫu thun này. Ờ em đem mẫu thun này xuống em theo luôn.
sao vừa chốt nha. Bộ dây tay đây này chị đẹp. Mấy bộ này em sale 40 ngàn một bộ hết luôn. Chị nào vừa chốt thì em nha. Còn 3 bộ hả? Bộ thể thao. Rồi em sale 40 ngàn mẫu này luôn nha mấy chị đẹp ơi. 140 rồi sale 40 luôn nè. Khung da cám nha. Hồng 2 cho chị Kiều Lan Phan. Ok chị. Mấy chị cái hồng 2. Em chào chị Nguyễn Tuyết nha. Rồi bộ này sale 40 mấy chị đẹp ơi. 57kg trở lại vừa giùm em nha. Bộ thể thao màu này màu xanh chuối. Màu xanh chuối 57kg trở lại em xả 40 ngàn luôn. Chị đẹp nào vừa chốt ha, Adidas nha. Rồi chị đẹp nào thích bộ này chốt giùm em mã xanh. Xanh chuối giùm em. Chốt mã xanh chuối 57kg trở lại vừa. Tay áo nè mấy chị. Adidas màu xanh chuối 57kg trở lại vừa nha. Tay dài. Rồi chị đẹp nào vừa bộ này chốt cho em mã xanh chuối 40 ngàn luôn mọi người. Xả luôn. Mẫu này là bán 140 lận nha mấy chị đẹp. Rồi chốt xanh chuối giùm em 40 ngàn luôn nha. Bộ này chốt bộ sao giùm em. Dễ thương chưa? Trời ơi 57kg trở lại vừa chốt mã sao. Lên mã sao giúp em nha mấy chị đẹp. Rồi chốt mã sao giùm em nha. Chị 63kg 1m57. 63kg 1m57. Em có mẫu Mirama tay dài á chị Trịnh Thơ. Bộ mà tay dài là em chỉ có Mirama thôi chị. Chị thích bộ Mirama không? Chị thích bộ Mirama không thì em lên cho. Rồi bộ sao nha mấy chị ơi, 57kg trở lại chị nào vừa chốt. 60kg bon chen được không hả? Để chị coi thử coi. Sợ nó ôm quá. Bộ này hả? Chắc được á em ơi. 60kg mà em cao 1m58 đúng không? Cái quần thì vừa rồi đó, sợ chặt cái áo à. Chứ bao tới 57kg thôi. Bộ này dễ thương ghê á. Chị nào vừa chốt đây mấy chị, em xả có 40 rồi. Rồi chốt bộ sao giùm em luôn nha mọi người ơi. Mã sao giùm em. Này nó là khung da cá nha mọi người. Rồi em còn một bộ màu cam sữa. 60kg sợ chặt đó em ơi. Quần thì vừa nhưng mà áo sợ chặt nha. Rồi bộ này luôn 40 ngàn luôn. Chị nào thích chốt cho mã cam sữa giùm em. 57kg trở lại giùm em nha. Rồi chốt cho em mã cam sữa. Cam sữa mấy chị. Cam sữa. Ok chị Trịnh Thơ nha. Rồi để em lên cho nè. Lên mẫu nó là Minama. Chất nó là KT Thái nha mọi người. Em lướt Facebook là người ta bán cái bộ đó, người ta vẽ là giá sale vào là 100 ngàn á. Bộ Minama tay dài á. Thì em bán cho các chị là 90 ngàn nha. Minama tay dài. Dưới like quần nha. Đó lặt một like và đi cái đường viền màu đen.
mà nó có nhiều hình nha các chị đẹp. Rồi mẫu này em bán là 90, có người ta bán là 100 không á chị, em nói thiệt. Đây này cho mấy chị coi giá luôn nè, người ta bán để giá sale rồi đó, mẹ em chụp màn hình lại cho mấy chị xem nè, mà cọc tay nha chứ không phải dài tay đó, cọc tay thôi mà người ta đã bán là 99.000 rồi đó, trong khi em là dài tay em bán là 90.000 luôn mấy chị, 90.000 thôi, rẻ. Nó là KT Thái nha. Hả? Cho nên là mấy chị đừng có ngại về giá, giá em bán rất là mềm luôn mọi người. Chị Nguyễn Tiết, bộ em mặc còn nhưng mà còn size 1 với size 4 thôi chị. Còn size 1, size 2 và size 4 chị bao nhiêu ký cho em số ký nha. Rồi đây nha mấy chị ơi, chị nào thích bộ này chốt cho em mã vàng nha các chị đẹp. Đây nha chị Trịnh Thơ, bộ này được không chị đẹp ơi. Tay dài, áo tay dài nha. Áo nè 65 kg trở lại bao vừa giùm em. Đó. Rồi chị đẹp nào thích bộ này chốt cho em vàng, mã vàng lên giùm em nha. Gài nút. Thôi tay dài lật lai luôn nè. Hổ huyền giống như quần vậy đó. Chị Nguyễn Tiết ơi, em còn size 1, size 2 và size 4 mẫu em mặc nha. Chị vừa cái size nào không? Lên cho em chiều cao cân nặng em canh size cho. Rồi em có màu vàng, chị nào thích chốt vàng em mã vàng. 51 kg thì mặc size số 2 giùm em nha chị đẹp. Rồi lên vàng giùm em. Rồi em có màu này là màu xanh, chốt cho em xanh. Chị Trịnh Thơ ơi, mẫu này được không chị? Có nhiều màu nha. Rồi xanh, chị nào thích chốt cho em xanh, 90.000 một bộ. Lên mã xanh giúp em nha, xanh trắng. Chốt xanh. Chị Nguyễn Tiết, chị mặc size 2 cho em, size 2 em còn 2 bộ này nè, chị đẹp lấy luôn đi. Mẫu em mặc là 101 đó, em đang sale 75.000, em còn 2 bộ số 2 của mình vừa đó. Mét 55 51 kg. Rồi mặc size số 2 giùm em nha. Đây em còn 2 màu này nè, chị chốt, chị lấy luôn đi chứ đẹp gái ơi. Rồi bộ này chốt mã xanh giùm em. Chốt mã xanh nha mấy chị. Đây em còn màu đỏ và màu lận đó, mình xả có 75 hả? Lấy chị hai bộ này cũng nha.
Cho em số điện thoại luôn đi chị Nguyễn Tuyết. Chốt chị hai bộ luôn nha chị đẹp. Để hôm mà đó chị Nguyễn Tuyết lên số điện thoại giùm em. Rồi màu tối hả chị? Màu tối em lấy chị cái xanh này được không nè chị? Chị đỏ đô và đỏ tươi. Ok chị, chốt chị hai bộ rồi đó. Lên số điện thoại giúp em nha. Chị em lấy chị bộ xanh này được không? Chị Trịnh Thơ em lấy chị bộ xanh này được không chị đẹp? Rồi chị nào thích bộ này chốt cho em mã xanh, xanh xanh gì nhỉ? Xanh lơ đi, xanh lơ giùm em nha. Lên mã xanh lơ giúp em. Đây mấy chị đẹp ơi, mặc mũ em lên là Mirama tay dài. Ok chị Nguyễn Tiết, cảm ơn chị đẹp. Rồi chị nào thích bộ này chốt cho em mã xanh giùm em. Lên mã xanh giúp em nha. Mã xanh. Chị Trịnh Thơ ơi, bộ tối là em chỉ có màu này với là màu này là tối thôi nè chị đẹp. Nó không phải là tối mà nó là màu nó nhạt nhạt. Còn mấy màu kia là màu tươi nha, màu vàng với màu hồng tươi. Còn cái màu này là màu da nè, màu da với lại màu xanh. Đó, màu xanh đó chị thích thì chốt giùm em. Chốt xanh. Rồi cái này lên giúp em mã hồng da nha. Màu hồng da. Màu hồng da giùm em. Rồi lên mã hồng da giúp em mọi người. Hồng da chị đẹp là vừa lên mã hồng da giùm em nha. Còn tay ngắn á, thì em có màu tối. Rồi hồng da chị nào vừa lên mã hồng da. Mỗi một bộ là cái họa tiết nó khác nhau nha các chị đẹp, cái hình đó, cái hình trên đồ nó khác nhau. Em lấy chị bộ xanh được không chị Trịnh Thơ ơi? Đó nó còn tàn màu vậy không à. Rồi màu hồng da nè, màu xanh, màu hồng da màu xanh, rồi màu hồng tươi và màu vàng tươi nha chị. Đó chị em thấy là chị có hồng da với màu xanh là nó màu tối thôi. Rồi em qua cái bộ tay ngắn, chị nào thích tay ngắn chốt tay ngắn giúp em nè. Tay ngắn 85 nha, tay dài là 90. KT Thái loại 1 cho em nha mọi người. Người ta bán giá sale, người ta vẫn bán 100 á, người ta để giá sale. Tối sẫm. Tối sẫm không có chị ơi. Em thấy nào đó nào vậy không à. Tối sẫm không có nha, tối sẫm em có bộ này tay ngắn. Rồi tay ngắn chị nào thích cái bộ này chốt cho em mã heo đen nha mọi người ơi. Mã heo đen giùm em, tay ngắn là 85.000 nha. Rồi lên mã heo đen giúp em. Heo đen chị nào vừa chốt cho em heo đen. Rồi chị đẹp nào vừa chốt heo đen giùm em nha. Heo đen đó chị. Tối sẫm không có chị, tay dài em chỉ có màu xanh, màu hồng da. Là hai màu đó là tối nhất thôi à. Rồi vậy em qua mẫu nha, chị nào muốn xem Minama màu tay ngắn nữa không? Không thì em qua mẫu sale tiếp. Lên mẫu sale tiếp nha. Rồi bộ Gucci này cũng đẹp rồi mấy chị. Tay lỡ à, tay ngắn nha. Rồi hồng Gucci nè, chị nào thích bộ này chốt hồng Gucci giùm em nha. Lên mã hồng Gucci giúp em. Vải cái tê mềm mịn lắm nha mọi người. Rồi em qua mẫu khác. Lên mẫu sale cho mấy chị luôn nha. Sale là mẫu đó là 101, em sale về 75 hết. Chị nào vừa chốt cho mấy chị đẹp gái ơi. Màu tối sẫm không có chị Trịnh Thơ ơi. Em có màu nó màu vậy không à, sáng sáng vậy không à. Còn size 2 và size 3 chị nào vừa chốt nha, sale 75 luôn. Áo sắc nách bộ hoa nha các chị. Đây, vàng chị nào thích chốt mã vàng giùm em. Rồi lên mã hoa vàng giúp em nha, quần 2 túi mọi người ơi, quần 2 túi nha. Rồi lên mã hoa vàng cho em.
hoa vàng, hoa vàng dễ thương lắm nha, những cái bộ mặt nhà này rất là dễ thương mà mát cực kỳ luôn. Rồi chốt hoa vàng giùm em size 2, hoa vàng này em còn size 2, 50 đến 55 kg vừa nha, chốt mã hoa vàng 2 giùm em. Rồi lên mã hoa vàng 2 giúp em nha. Mã này lên mã hoa xanh cho em còn size 2, size 3. Size 2 50 đến 55 kg, size 3 55 60 kg, chốt mã hoa xanh giúp em nha. Hoa xanh, hoa xanh. Rồi lên mã hoa xanh giùm em. Rồi cái này lên cho em mã hồng. Hồng 3 55 60 kg, lên mã hồng 3 giùm em nha. Hồng 3. Bộ này đẹp quá chị. Cái này có số 1 em lấy mặt rồi đó. Rồi lên hồng 3 giúp em nè. Đẹp chưa? Chốt hồng 3 cho em nha, 55 60 kg vừa, 75.000. Rồi lên mã hồng 3 giúp em. Rồi em qua mẫu. Bộ này mấy chị. Bộ này 65 kg trở lại vừa giùm em nha. 120 sale, 120 bây giờ em sale cho các chị là 99.000 cái khoản này nha mọi người. 65 kg trở lại vừa, 120 chốt thu lệnh Hàn Quốc nha, em sale 99.000. Bộ lửng ha. Bộ này là bộ Alibaba nha mấy chị ơi. Siêu đẹp luôn á. Còn mấy bộ, 5-6 bộ em sale luôn. 99.000 một bộ. Rồi đây nha mấy chị ơi, 65 kg trở lại ba vừa cho em nha. Rồi em xem 99.000 luôn. Chị nào vừa bộ này chốt cho em mã beo. Nó là lửng Alibaba nha, thun lệnh Hàn Quốc nha mọi người ơi. Rồi lên mã beo giùm em. Bộ em mặc nha, beo. Chị nào thích chốt cho em beo nè. Mã này lên cho em mã sọc xanh nha mấy chị đẹp. 65 kg trở lại bao vừa giúp em nha. Rồi chốt cho em sọc xanh. Sọc xanh mấy chị đẹp ơi. Sọc xanh, sọc xanh. Chị nào vừa lên mã sọc xanh giùm em. Rồi chốt mã sọc xanh nha. Resize 65 kg trở lại là bao vừa. Rồi lên mã sọc xanh giúp em. Bộ nào mặc lên cũng đẹp hết đó mọi người ơi. Rồi cái này lên cho em sọc đỏ. Chốt mã sọc đỏ. Trời đẹp chưa? Cái nào nó cũng có họa tiết beo hết, nhưng mà sau đó nó sẽ lên thêm một cái họa tiết thứ hai khác nha. Rồi lên mã sọc đỏ giùm em. Sọc đỏ, chị nào thích chốt sọc đỏ mẫu như em mặc nha mọi người. Chị nào thích bộ em đang mặc chốt beo. Rồi cái này lên cho em sọc đỏ. 99.000 một bộ nha mấy chị đẹp. Rồi sọc đỏ, sọc xanh, beo. Rồi em còn cái này là mã bi. Chị nào thích chốt cho em bi. Bi nha mấy chị đẹp ơi. Rồi lên mã bi giùm em nha. Chắc mặt vô mát rượi rượi luôn mọi người. Nhẹ tên nè. Rồi chốt bi giùm em. Lên mã bi. Rồi em còn 4 họa tiết nha. Mã beo em mặc nè. Sọc đỏ nè. Sọc xanh và bi nha các chị. Rồi ra mẫu. Ký mặt chất rộng chị ơi, em 41 kg nè chị đẹp. Em 41 kg nha chị đẹp ơi. Mẫu này nó không có rộng nha. Mẫu này là mặt không có rộng, tại vì con nó là đã thụng thụng như thế này. Người ta kêu bộ Alibaba mà. Không có thụng như thế này nha chị.
Tức là nếu mà mình to thì nó còn giãn ra, nó còn giãn ra nha chị đẹp gái. Cái này nó thun mà, đó là thun lạnh Hàn Quốc nha. Đó, nếu mà to thì nó giãn ra, áo cũng vậy. Đây nha chị đẹp, nó còn co giãn, còn bình thường mình mặc là nó thụng như thế này nha. Em 41 kg à chị ơi. Đó, em có 41 kg thôi nha. Mặc rất là đẹp. Kg cho đến 65 kg mẫu này là mặc được hết cho em luôn ha. Không có rộng nha. Rồi em qua mẫu. Em về mẫu nào cũng trăm bộ hết chị. Còn mấy bộ thì bán cá sale để về hàng mới. Rồi mẫu này em còn mấy bộ là sale 75 luôn nè. Rồi 50 đến 55 kg vừa nha. Vàng. Chị nào thích chốt mã hoa vàng giùm em còn size 2 và size 4. Em còn size 2 và size 4 nha. Chị nào vừa chốt vàng 2 hoặc vàng 4 giùm em. Size 4 là từ 57 đến 63 kg nha mấy chị. Cái này phong ôm nha. Rồi chị đẹp nào thích bộ này lên giúp em mã hồng size số 4. Chốt hồng 4 giúp em. Rồi lên mã hồng 4 giùm em nha. Hồng 4, hồng 4 chị nào vừa lên cho em hồng 4 57 đến 63 kg vừa size số 4. Màu khác là mẫu nào chị? Mẫu em đang mặc có màu khác không hả? Mẫu em đang mặc ha, chị hỏi mẫu em đang mặc hay là mẫu nào? Rồi cái này chốt cho em hoa cam, em còn size 1, size 4 luôn. Hoa cam size 1, 4 giùm em nha. Mấy chị ơi em bán hàng sale á, mấy chị chia sẻ like giúp em với. Rồi chốt cho em mã này là mã cam. Mã cam giùm em còn size 1, size 4, size 1, 40 cho đến 47, 48 kg vừa nha. Size 4, 57, 63 kg vừa nè. Rồi chị nào vừa bộ này chốt cho em cam. Chốt cam giúp em mấy chị đẹp gái ơi, mã cam. Rồi cam size 1, size 4 giùm em. Đây chị, em đang lên hoa cho mình nè. Rồi cái này giống như cái em mặc mà nó là
hoa tím, chị nào thích chốt cho em hoa tím giúp em nha. Rồi lên mã hoa tím giùm em size 2, size 4. Đẹp chưa? Rồi lên mã hoa tím giúp em size 24. Chị nào vừa chốt hoa tím 24 cho em nha. Mẫu em lên 75.000. Giá sale nha mọi người. Rồi hoa tím size 2, size 4. Còn cái bộ size số 2, còn một bộ số 2 chị nào vừa chốt cho em. Đây mấy chị ơi, lên mã đỏ 2 giùm em nha. Đỏ 2 giúp em. Đỏ 2 mấy chị. Đẹp lắm luôn á. Em nói thiệt, mẫu này rất đẹp. Những mẫu này em bán qua rồi á, khách rất ưng luôn. Mà còn lẻ size cho nên mới sale thôi. Rồi lên mã hoa đỏ giùm em nha. Hoa đỏ size 2. Size 2 hoa tím, ok chị. Rồi hoa đỏ số 2 chị nào vừa chốt. Hoa đỏ 2 giùm em. Ok chị nha. Rồi mã này xanh đen, chốt cho em mã xanh đen nha, size số 4. Rồi lên mã xanh đen giùm em nha mọi người ơi. Xanh đen size 4 cho em nha. Chốt mã xanh đen 4, 57-63kg vừa chốt xanh đen 4. Rồi bộ này size số 5 luôn. Ok chị Nguyễn Tiết nha. Ok chị đẹp. Rồi mã này chốt trắng số 5 giùm em nè. 60 cho đến 67kg vừa. Chốt mã trắng 5 giúp em nha. Trắng 5. Chốt trắng size số 5 giùm em nè. 60 đến 67kg. Chốt trắng 5. Ok chị, chiều em gọi điện em chốt đơn cho mình nha. Rồi em qua mẫu. Bộ lửng thun một màu nha mấy chị đẹp. Mẫu này 120 em sale 75 luôn. Chị nào vừa chốt luôn ha. Rồi bộ này là co giãn mạnh nha mấy chị ơi. Co giãn mạnh size số 1 40-52kg vừa. Bộ lửng nha, lửng một màu. Màu em lên là màu này là màu tím cẩm. Đây mặc thử bộ mấy chị xem nha. Bán mới về là 120 á mấy chị. Rồi chị đẹp nào thích bộ này chốt cho em mã tím cẩm số 1, chốt mã tím cẩm 1 giùm em ha. Chắc thun này mọi người ơi. Co giãn mạnh lắm nha. Bầu bì mặc mẫu này thoải mái luôn nè. Quần có túi ha, hai túi. Rồi lên mã tím cẩm giùm em còn size 1, size 2. Size 1 40-52kg, size 2 50-57kg nha. Ủa tím cẩm. Rồi tím cẩm em còn size số 1 thôi. Chị nào vừa chốt cho em mã tím cẩm 1. Đẹp lắm mọi người ơi. Rồi lên mã tím cẩm 1 cho em nè. Tím cẩm 1. Mã này lên mã tím đậm giùm em. Tím đậm. Rồi em còn size 1, size 2 màu tím đậm. Chị nào vừa chốt cho em mã tím đậm nha, size 1, 2. 75.000 luôn mọi người ơi. Rồi chốt mã tím đậm size 1, 2 giúp em nha. Tím đậm 1, 2. Lên mã tím đậm 1, 2 cho em.
một là 40 đến 52 kg, size 2 là 50 đến 57 kg. Rồi màu hồng size số 5. 65 đến 72 73 kg người nha. Đây. Chốt hồng 5 giùm em. Rồi hồng size 5 mấy chị. 65 cho đến 73 kg người, chốt hồng 5. Còn này chị nào có bụng mặt không có thấy bụng tại vì ở dưới nó xè nhẹ nhẹ. Rồi hồng 5 cho em nha. Rồi mấy chị đẹp ơi, em xuống 2 nha mọi người. Chị nào có đơn thì chiều em gọi điện chốt đơn, mấy chị nhớ nghe điện thoại giùm em nha. Rồi bye bye mấy chị. Rồi vô giùm em nha mọi người ơi, vô giùm em đưa hàng ở bên chị đặt hết nha. Hello mọi người, vô chấm bài để tặng quà nè. Vô chấm bài tặng quà nha. Tặng 100 phép. Chấm bài của em nha mấy bà ơi. Tặng 100 set cho 100 bài vô like đầu tiên luôn. Hello chị Phương Bùi. Hello Trung Trần. Hello mấy bè, mấy bà vô chấm bài cho tôi nha. Trời ơi, tôi tặng mấy bà luôn, tôi quạo một tối tới giờ luôn. Nay là bung lụa luôn, tặng bung lụa luôn. Ê cái con Huỳnh Hà này. Nó ngâm mà nó sắp chuyển qua mùi móc meo luôn rồi đó. Trời vô giùm em nha mấy chị. Tôi chết mẹ rồi, sao nó xoay tầng lòn vào trong này luôn vậy. Rồi vô chấm bài, hello chị Phương ơi. Trời ơi, tức. Rồi vô giùm em. Vô đi mấy chị. Mấy chị bom mà tới mong nó móc xuống giùm em luôn rồi nè. Rồi xe bài chấm bài tương tác giùm em nha. Rồi áo giùm em, trời ơi. Cái áo này bán lâu mà không. Mọi người thấy áo này bán một tháng trước, từ khi em vừa mới nghỉ đẻ xong luôn đó luôn. Từ vừa em vừa mới đẻ xong một tháng này bán cái áo này cho mấy chị có 90.000 thôi mà vẫn bom. Rồi xe bài cho em nè. 3 lần lên hội nhóm, 1 lần lên trang cá nhân. Đây là xả banh nóc cho mấy chị luôn, banh háng luôn. Rồi vô xe bài giùm em nha. Quần jean dài hãy đây bà Thanh Ba. Xe bài cho em đây nè. Cái này em đang xem còn có 170 hai màu, chị lấy màu chị lấy size gì thì comment nhá, còn được mấy cái à. Áo thun nay nhìn đẹp chất quá em ơi, chật quá em ơi hả? Mà chật quá hả? Không sao, chị mua cái loại nào giảm giảm đó chị nhá, hôm sau mua cái loại nào giản giản xíu. Đấy nè, chị lấy size thì comment nhá, đồng với nhạc có mấy cái à. Đó chị lấy size nào thì chốt nhá. Ủa, này nó có một kiểu thôi đúng không? Rồi comment giúp em nhá. Đây tao, cái này đẹp lắm luôn á Tuyết. Em vừa hôm bữa em về là em quất liền hai màu, cái này hàng xịn lắm. Đây nè, đẹp đo đai nha mấy chị, cái này đẹp lắm luôn á Tuyết ơi, đẹp hơn mấy cái quần đợt trước rất là nhiều luôn. Đẹp hơn rất là nhiều luôn á. Mà cái này em sale khoảng 170. Cái này hàng mắc cho mọi người. Cái này hàng xịn nha. Xanh đậm size 27 là size gì đó? 26, 27 M L màu tối là màu đậm đấy chị Tuyết. Này đậm với nhạt rồi. Vô xe bài em tặng cho rồi khoát giùm em. Thiệt có 170 nhưng cái con này mấy chị không tưởng tượng ra nó xịn như thế này đâu. Em nói thật, nó xịn lắm. Mọi người những cái pho
107. Rồi xe bài cho em nha. 84 rồi lên 100 đi. Rồi áo giùm em. Em tặng mọi người trên đây áo này 50.000 luôn. Áo này hàng xịt nha mọi người. 50.000 viên đậm L trên viên hồng. Quần này là không ai bán cho mấy chị dưới 170 đâu mọi người. Hàng này hàng mắc nha mọi người nha. Ok chị Thanh Ba nha. Đồng với nhà size ML. Hàng này là hàng siêu co giãn nha mọi người. Xuống bán quần dài lúc này cũng bán hàng co giãn hết. Không bán hàng ấy đâu, yên tâm nha. Rồi xe bài cho em chưa? Rồi cũng xe bài là không tặng đâu nha mấy chị nha. Rồi set này 130 tặng với chị luôn. 79.000 luôn. 79.000 luôn. Em đang mặc là quần đùi riêng á chị. Quần đùi của em bán lâu rồi má. Quần này em bán lâu lắm rồi đó. Rồi quần này em về chắc phải tặng trăm ri rồi đó. Nè quần này hôm bữa là 145, bây giờ sale còn có 105.000. 105.000. Rồi set này xem với chị 79.000 luôn. Set luôn bị bom. Má cái má này mua cái thời set này 140 rồi đó. Nè rồi đi mem nha. Set comment giúp em cái màu. Set 79k. Mấy chị đã má nào vừa hỏi không mấy chị đấy. Comment nó rớt qua mất tiêu rồi. Xe bài cho Dung chưa mọi người ơi? Xe bài cho Dung chưa? Khoác 50 cho Hoài Kinh. Hoài Kinh xe bài cho em nha. Quần Dung mặc đâu rồi ta? Em cái màu xanh đó. Quần Dung mặc sale trên nay còn có bao nhiêu ta? 105 mà. Hai cái là để cho mấy bà còn trăm luôn á. Hai cái để cho là 100.000 một cái luôn. Đó cái quần này bởi vậy Dung nói mọi người là lấy đi. Quần này đẹp lắm, mặc với cái gì cũng đẹp. Còn cái này thì bom này, để tặng với chị luôn. 49k 2 giây. Quần đen size L105 cho chị Huế là quần này đẹp lắm. Em về bao nhiêu cũng không đủ được. Em bán 145.000. Tại vì quần này của nhà em là hàng xịn nha, phải hàng rẻ đâu mấy chị. Rồi set 79 cho Thúy Hiểu. Bởi vì em khuyên mấy chị nên lấy cái quần này được vậy. Ai lấy thì em quần chị mặc L cho Loan Kem. Áo mình mặc mọi người cứ chốt thôi, còn nó 3 cái à. 135.000. Áo mình mặc là len siêu cấp loại 1. Áo mình mặc là ai cũng bán rẻ lắm rồi, 180. Áo mình mặc hàng xịn nhá. Đây, form như thế này mà Dung thích đóng thùng á. Dung ai thích mặc như thế này. 135 còn nó 3 cái à. Dạ em hết rồi chị. Có 1 cái nữa thôi à, trời ơi. Hên lắm. Áo mình mặc ai đấy thì ghi Dung, Dung là áo len 135. Quần xanh size M ấy chị. Ủa, à ok chị Huế là quần đùi đúng không? Mọi người comment quần Dung mặc nha. Hoặc là quần 105 kèm size. Tại vì quần dài á, cũng có quần dài luôn. Quần dài thì mọi người ghi dùm em là quần dài kèm size màu đậm với màu nhạt. Dài nhá, áo 135 cho Hà Vi. Xe bài cho Dung chưa mọi người? Xe bài chưa? Rồi tặng cho mọi người cái mã này luôn. 49.000 áo 2 giây. Đẹp xuất sắc luôn á. Áo này bán 115 đó mọi người. Rồi comment giúp em nhá mã này. 50.000 luôn. Ok chị Mỹ Lan nhá. Mọi người comment quần dài hoặc là quần đùi nhá, không là lộn nhá mọi người nhá. Quần đen hoặc là quần đùi hoặc là quần dài nhá, không lộn á. Tại vì em xả là mọi người comment kèm giá nữa thì càng tốt nhá. Comment càng giá nữa thì càng ok la luôn. Áo mình mặc 130 hàng loại một thôi, mới 2 set thì bom này. 2 set này lấy vía giùm em nhá. Lấy vía giùm em đừng có bom nha mọi người. Đây. Lấy vía giùm em, set cao cấp nha mọi người. Sao xem lại quần chị mặc đi. Màu đen quần Dung mặc này. Màu đen mặc lên nó không có gì nhìn rõ form đây. Dung chơi cái màu xanh mới chị nhìn rõ form. Tại cái màu đen nó khó. Quần đang mặc xả cho mọi người 105 nhá. Cái quần này hôm bữa Dung bán cho mọi người là 145.000. Bây giờ mọi người mua trên line thôi nhá. Ví dụ như chụp lại trong inbox là vẫn là 145 cho mọi người. Tại quần em còn nó mấy cái mà cũng không chốt trong inbox được nhá. 105 lấy 2 cái Dung để cho mọi người 100.000 một cái. Có nghĩa là 2 cái là còn 200.000 thôi đó. Còn một cái là 105, mọi người chốt sai thì tùy mọi người. Nguyễn Xu đi lên số điện thoại địa chỉ. Còn áo Dung mặc là 135 còn 2 cái. Ai lấy quần đùi thì ghi rõ cho em là mã đùi kèm size SML. Chốt nhanh thì còn nha, tại vì quần này còn hết. Còn Nguyễn xả hàng không lấy. Tất cả những người nằm trong danh sách mà có chữ đỏ là mọi người phải đi cọc hết nha. Ghi số tài khoản cho em. Cọc thì Dung mới bán nha. Một quần đen size S cho Quỳnh Mon. Nằm trong danh sách đỏ là em không bao giờ bán được nha mọi người. Rồi set này em tặng cho mọi người 95.000. Ok Hoài áo len 135 em ơi. Quần này mặc đẹp lắm chị thấy không? Thấy khách khen không? Quần này bán lâu lắm rồi mà đợt khách mua toàn là 135 không á. Không có giá này luôn đó mọi người. Quần đùi đen 50 kỷ em ơi. Lại lấy quần lại đi. Không. Sao từ từ mấy bà ơi má ơi. Comment em ra của ai về rồi chứ? Chết mẹ rồi. Ai xả hàng nằm trong đấy xả
phải đi cọc không mấy chị ơi. Quần đùi đen 50kg cho Thu Thu là size M. Áo len cho chị Lê Phương Dung. Ê Dung ghim số tài khoản cho đây. Mọi người đi cọc đi mọi người. Cọc liền cho bé 100.000 nhá. Đùi sang chị Thi Anh đem cho em cái size nhá. Mọi người không biết lấy size gì á, mọi người comment cho em số ký, em sẽ lấy size cho mấy bà. Nếu không biết lấy size gì á, hôm nay xả tới nóc luôn. Hôm nay em xả đồng quần riêng cho mấy chị. Rồi áo set em xả mấy chục nghìn cho mấy chị luôn. Ráng rồi lại like đi mọi người. Nguyễn Thi Anh cho em size nhá. Chốt nhanh cho mọi người, tại không còn nhiều. Màu đen với lại là màu xanh nhá. Màu đen với lại màu xanh kèm size giùm em. 47kg size 10 xanh, 47kg size S cho Nguyễn Thi Anh. Ai vậy? Hoài người áo len. Sửa lại giá như hàng Hoài cũng quen không sao đâu. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Đó, quần kèm size và kèm màu rồi tiếp. Set. Set này mọi người mua rẻ nhất bao nhiêu? 1-4-5 chút thì em không xả luôn. Giờ để với chị trên like. Vì bom 95.000. Ai lấy đi giùm em nhá. Ok anh này này. Lấy lại cái phiếu đi. Quần đẹp xuất sắc luôn chị, thấy không? Thấy ai vô cũng khen là biết liền luôn. Thiệt á. Ai vô cũng khen quần này mọi người thấy không? Bởi vì em nói mọi người là đừng bỏ qua cái quần này rồi. Hôm nay mọi người mua rẻ nhất luôn này đó. Không ai mua rẻ nhất được bằng ngoài mọi người đâu. Hai cái chỉ còn có 100.000 cái thôi. Nhớ là phải ấn nút xe thì mới mua được 105 nha mấy bà. Nha. Đùi xanh em mời cho Thanh cũng kiểu đó. Mấy chị thấy không? 2-3 khách vô khen chứ mẹ em tự nói đâu nhá. Tại vì em bán 100 ghi rồi là 300-400 cái một màu rồi đó. Size S thì chị thay Nguyễn xanh. Rồi, xét trắng như Trân Thuyền. Quần xanh hết S nha mọi người. Đây, quần S. Rồi, comment giúp em nhá. Quần xanh hết S. Đen còn SML, xanh còn... xanh hết M luôn. Vậy là xanh hết S hết M nhá. Còn đen đủ size thôi. Rồi, mã này giùm em nha mọi người. À, xét trắng của Trân Nguyễn có rồi này. Em đưa lại đây đi, ấy mình tự bỏ đây nó không bỏ lụt là chết. Rồi ghi giùm em nhá, mã này tặng cho mấy bà luôn. Cái này thì khách bom 3 cái này. Này em vui ra mọi người. Tặng 65.000 luôn, 3 cái khác nhau mấy má ơi. Tôi tặng cho mấy bà 60.000 luôn đi. Áo hàng xịt nhá. Màu cam, màu nâu với lại là màu xanh. Có 3 cái thì bom thôi. Cam, nâu, xanh, cái này hàng xịt nha mọi người. Cái nâu là có cổ này. Hoài Nguyễn đọc lộ nó nhưng mà bấm đơn vẫn yên tâm nha. Nhiều khi nhìn lộ đọc thôi chứ còn mà bấm đơn là nhân viên nhìn dưới bấm đơn nó làm. Rồi ghi giùm em nhá. Áo kèm màu giùm em xả 60.000 luôn. Ghi giùm em ạ. Áo 60 nha. Mọi người ơi ai lấy giùm em đưa lên thì xe bài chung chung nha mọi người nha. Xe bài chung chung xếp trắng. Cam với xanh cho Hà Vi. Cam với xanh cho Hạ Vi. Thế nên hết rồi chị ơi. Rồi má ơi cái này xả luôn nha mấy bà này. Trời ơi cái đầm. Rồi đầm cao cấp. Trời ơi đầm này mấy chị. Đầm này hàng rất là đỉnh luôn rồi. Đầm này xe quần đen size S màu xanh ra ngoài. Quần đẹp ha. Em quần còn màu xanh đậm hả? Cái đằng sau lấy màu xanh đậm cho chị đi. Ở nhà thì giống cái kia rồi. Quần giống như em mặc còn một cái xanh đậm cái này. Bạn nào lấy xanh đậm thì chốt là xanh đậm nhá. Xanh đậm. Còn một màu xanh đậm nữa nha mấy chị. Ai lấy xanh đậm thì thêm là xanh đậm nha. Cọc vào số nào chị ơi. Quần xanh size S cho Cầm Nguyễn. Nè còn một cái đậm nha mọi người. Hả? Lấy cái màu này đi. Lấy màu này đi. Lấy cho màu này đó. Rồi ghi giùm em nha. Ai lấy thì ghi giùm em. Comment giúp em mặc quần kèm size. Rồi đầm này em sale tặng cho mọi người này. Cái đầm xịn không? Đầm xịn không? Không nói tới luôn. Nó cái đầm bao đẹp luôn đó. Mọi người sale mọi người 135 luôn nhá. Ai lấy ghi giùm em đầm 135 kèm màu. Em có một cái màu nâu, một cái màu xanh. Ai lấy thì ghi giùm em. Nè mọi người thấy không? Hàng khách tốt luôn, không có mà bán luôn đó. Rồi sale cho mọi người trên like là 135 nha mọi người nhá. Má ơi cái màu nâu này. Đầm baby doll nha mọi người. Siêu đỉnh luôn. Baby doll nha mọi người. Má ơi cái đầm quá đẹp luôn. Nguyễn Vân bom hàng. Rồi ghi giùm em nhắc cọc đi mấy nàng ơi. Toàn là bom hàng không như thế này chết. Hay toàn là khách con vô chốt đơn luôn á. Chắc chết đó mọi người. Rồi đầm giùm em nhá. Cầm bao nhiêu ký cũng vô được hết đó chị. Cả vì nó là dạng form baby doll. Đây xe cho mọi người. Cái này hàng loại 1 luôn nha mấy bà. Comment
màu bơ với lại là màu xanh, nó là dạng form baby doll này, vải hàng xịn nhá. Comment giúp em là màu và size. Alo, à, màu là được, không có size, còn baby doll không có size. Rồi set giùm em trắng chữ 95.000. Này bị bom á, trắng chữ 95. Ghi giùm em là trắng chữ nhá. Áo mặc còn nhá, áo mặc để cho mọi người trên like có 135 thôi. Áo này là len loạn hàng cao cấp nha. 70 kg cũng vừa cái đầm đó luôn chị. Rồi comment giúp em set 95. Set 95 nha mọi người nhá. Set 95. Quần suông là quần gì đã? Quần suông là quần jean ấy. Trời má ơi, set sơ mi đỉnh cho này mấy chị. Đầm xanh bơ cho Thoa Kim cái đầm đó cưng ha. Rồi set cao cấp luôn. Má ơi, chút xíu. Em ở Vũng Tàu này mấy chị nhìn cái đai quần này. Má ơi, set sơ mi dành ơi là dành luôn, cái set quá đỉnh luôn. Có cái mã kia em đang xả rồi. Mã này em sale cho mọi người còn một trắng một xanh. Cái này em sale còn 100.000 số tài khoản ghi ở trên đó chị ơi. Đây mã này mọi người chốt liền cho em tặng cho mọi người 139.000 luôn. Cái set hàng loại 1 nha mọi người. 139 set sơ mi tầng. Má ơi xin chưa. Cái này mà mọi người đi ra ngoài nhập 200-300.000 là điều dưỡng nhân cung chưa không. Rồi set sơ mi nhá, màu giúp em. Màu giúp em cho em xem lại váy với. Đưa chị lại cái váy đi. Đập á. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Sơn xét sơ mi kèm màu 140 nha. Váy bao nhiêu ta? Váy 140 mấy? 145. Mắc cái đầm xinh nha. Cái này ghi giùm em là đầm màu bơ với lại là đầm màu nâu. Bạn nào lấy thì ghi giùm em đầm kèm màu nha. Còn cái màu nâu thôi. Bạn nào lấy thì ghi giùm em là đầm kèm màu. Nó quá đẹp luôn. Em có mẫu suông kia không? Đợi xíu đi chị ơi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em là màu nè. Cái đầm này là hàng loại 1. Nút của nó là nút bọc luôn nha mấy chị. Không phải là nút thường đâu nha. Không phải là nút mang ấy đâu mọi người. Siêu đẹp luôn. Đầm thì kèm màu giùm em nha. Đầm kèm màu này. Đầm quần này em đang sale còn có 120. Rồi ghi giùm em nha. Dạ em không mặc thử đâu người đẹp ơi. Set sơ mi dưới 60 kg mang vừa. Hàng xe em không có mặc thử đâu mấy chị. Mỗi mẫu con xé là mặc xong rồi lên hết bán luôn rồi. Thay ra thay vô nó mệt lắm mọi người. Tại mặc trên người là mẫu còn thôi. Chứ mẫu đã sale rồi là không có mặc nữa nha. Mẫu mà có một cái một nó không ai đi mặc đâu mọi người. Tốn thời gian lắm mọi người, ráng giùm em nhá. Nhìn cái form đi, tại vì em đã uống cái form rồi. Em chỉ nói số ký rồi mấy chị nhìn thấy rồi. Còn xuống xe 120, xe lỗ luôn. SML ghi cho em là Rino kèm size SML nhá. Cái này tới 185 lần. Mà nãy em xả bom còn có 120 SML luôn. S dưới 48, M dưới 53 và L dưới 60 kg nha. Ai lấy quần giúp em. Đây nè em ướm cho mấy chị coi nè. Đó. Áo là dạng tầng baby doll. Đây. Em ướm ra là lên form mấy như vậy á mọi người. Áo ở cái set sơ mi này là hàng siêu xịt luôn. Màu xanh với lại là màu trắng. Màu xanh màu trắng này, những cái đai quần này. Thấy không? Hàng xịn chứ mà hàng rẻ đâu mấy má. Đó, màu xanh, màu trắng. Màu bơ. Váy xanh như quỳ. À, tính ra có 170 mọi người mua hàng. Tính hàng 300-400 một ngoài. Hàng này rất là xịn nha, em nói trước. Xịn lắm luôn này. Nhìn cái đai quần của nó này. Xịn chưa? Rồi cái này ghi giùm em là màu bơ nha mọi người. Má ơi, đỉnh chưa? Màu bơ nha mấy bà. Ai lấy bơ thì ghi giùm em là bơ set sơ mi nha. Comment giúp em kèm theo là set sơ mi và màu vàng. Để cho mọi người 140. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Mã kèm màu. Trời ơi màu. Mắt màu đẹp chưa. Cái này ghi giùm em là màu vàng nhá. Ai lấy vàng ghi giùm em. Má có 140.000 đó. Mà mặc hàng xịn như thế này luôn này mấy chị. Xin không. Em tính ra mà cái sơ mi này mấy chị mà có quần riêng mọi người đóng thùng vô riêng cũng đẹp nữa. Hoặc là mọi người mặc cái chân váy thôi cũng đẹp nữa. Đó, nguyên cả set luôn nhá. 140. Comment giúp em là màu. Thế này mặc đây là hết sạch luôn. Thật sự. Mà mỗi màu có một cái. Đi mặc rồi mất công đi thay nữa mọi người. Hàng lẻ màu á. Rồi cái này ghi giùm em là xanh lá nha. Ai lấy ghi giùm em là xanh lá. Sơ mi trắng cho chị Nga lên. Lên áo phong đổi xíu chị xả áo phong. Giờ áo phong còn mỗi màu có một cái đổi chị xíu. Chị còn có mười mấy 20 cái tí là chị xả cho. Rồi ghi giùm em nhá. Minh Nguyễn lên số điện thoại địa chỉ chị ơi. À còn cái màu đen này. Set sơ mi kèm màu. Minh Nguyễn lên số điện thoại địa chỉ. Xe bài lại giúp Dung đi cả nhà. Xe bài lại giúp Dung nha. Rồi còn set màu đen này. Nó đẹp ha. Set sơ mi cầm bao nặng tay luôn. Lên
số 7 thì chỉ một dòng nha, lên 2-3 dòng không tốt đâu. Rồi ai lấy cái giùm em nha. Rồi đầm giùm em xe 145 luôn. Đầm len 145. Chốt hàng lên số điện thoại đi chị ơi. Ai biết mấy chị địa chỉ nằm ở đâu đâu mà mấy chị cứ comment một cái mã sao em chốt đơn được trời. Rồi ghi giùm em nha, đầm xuông. Ừ địa chỉ ok Quỳnh Như nha. Như Quỳnh Như. Rồi cái này ghi giùm em mã này. Rồi chị cọc áo thun đen. Comment giúp em mã này. Xe bài lại giúp em nha. Comment giúp em mã này nha mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em. Đầm len. Đầm len xe cho mọi người tên like còn 100. Đầm sơ mi màu vàng cho Ngọc Viễn. Quần vinh size M xuông cho Minh Nguyễn. Vinh M xuông cho Minh Nguyễn. Rồi áo này tặng cho mọi người 79.000 luôn. Áo 79k nha mọi người. Ghi dùm em là áo bơ 79.000. Cái này mã này em bán tặng còn 79.000 thôi. Ok Nguyễn Văn. Nguyễn Văn này cho cái gì á? Nguyễn Văn này cho cái gì á? Đầm 135.000 màu xanh bơ còn không ta? Cái đầm có nút bọc á. Đầm 135 cho Vân Nguyễn Vân. Quần xuông à? Quần xuông hả? Quần xuông là size S ở dưới 47, size M dưới 53 và size L dưới 60. Cảm ơn Ngọc Yến nha. Rồi áo bơ 79k luôn. Này là mọi người mua cái áo này là chất lượng lắm luôn á. Xe sơ mi bơ xe có 140 á chị. Đinh dài cũng còn hai cái này S, M, L hết rồi. Còn đinh dài là chốt nhanh thì còn S nhá. Đầm xanh là 145 á. Áo thun bơ cho Loan Kem 145 chứ không phải 140 đâu nha. Ai không phải 135 đâu nha. Rồi cái này ghi giùm em là quần kèm size. Quần dài S, M, L. Cái này chốt lẻ nha. Hết rồi mới phá thôi. Sao lại đưa hai chị. Quần dài kèm size S, M, L. Màu đậm với màu nhạt. Cái này tỷ nó đạt có 170 thôi. Cái này em không có review nhiều mấy chị ơi, còn mấy cái. Ai lấy thì chốt. Tại cái quần nó hàng siêu đẹp. Chị xem lại set bơ, cho chị lại set sơ mi đi. Ai lấy không kiếm ra em ơi, không kiếm ra nên đang để đơn nữa đó. Chọn thêm đi em. Rồi ghi giùm em nha. Áo màu xám còn 4 cái 79k. Áo xám còn 1 cái của em á kìa. Kiếm không ra đơn. Kiếm không ra đơn thì không gọi lại nữa. Rồi ghi giùm em nha mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Mã này mã hơn siêu đẹp, cái này mua về cho bồ mặc. Set sơ mi xanh bơ này có set duy nhất thôi, ai còn bên xanh bơ là hết luôn đó. Có 140.000 free size dưới 60-62 ký mặc thoải mái. Áo set đẹp ha, tao cung luôn á. Trời ơi, áo đang mặc hàng len dưới 60 ký nha. Cái này là màu xanh xanh lá mấy chị. Trời ơi, mai em nhắc nhân viên em ơi, bây giờ nhắc chị không biết đâu. Mọi người nào có nhân viên gọi cái gì thì nhắc nhân viên nhá, em chỉ có like thôi mọi người. Em không có đảm nhận cái việc mà chốt đơn đó, mọi người có gì cứ nhắc nhân viên nhá. Hoặc là nhắn tin cho nó, mai nhân viên nó rep. Rồi cái này ghi giùm em là set xanh. Cho chị màu khác nữa em, không màu nào nữa. Còn trắng với xanh bơ nữa. À còn trắng với vàng. Rồi còn trắng với vàng. Bạn nào lấy thì tốt nha, mỗi màu có cái duy nhất thôi đó. 140. Comment chậm là người khác comment là không còn màu đó cho mọi người nữa đâu. Tại cái này hàng lẻ, hàng mà còn số lượng em chắc chắn em sẽ đi mặc liền cho mấy bà. Tại mấy hàng lẻ còn có màu có một cái à. Bạn nào lấy thì chốt nhé. Lấy chốt liền, cái màu nào thì quất liền mọi người. Rồi ai lấy ghi giùm em, còn đi xuống em hết chị ơi. Rồi cái này ghi giùm em là áo màu hồng 79k. Áo màu hồng 79 em đưa chị xếp con gấu theo đi. Áo màu hồng 79.000, form siêu đẹp luôn. Màu hồng 79k. Để cho Ngọc Yến rồi xét sơ mi vàng. Có rồi Ngọc Yến ơi. Rồi áo đen. Rồi mấy chị thấy đỉnh chưa? Áo màu hồng cho Quỳnh Mong. Mấy cái áo này em nói thật, bạn nào mua áo hãng 3158 của em rồi là biết nha. Em bán chuẩn hãng luôn, hàng xịn luôn á. 130 mà giờ em xem đủ giá luôn. Rồi cái này như em là đen. Rồi set này tặng mấy chị. Còn hai set hai màu. Xe tặng mấy chị 99.000 luôn. Cái này hàng xịn nha. Đây mấy chị nhìn cái hàng nó không biết không phải hàng lên lại, hàng rẻ đây này. Rồi set màu trắng 99k, quần len ôm nhá. Đó, ai lấy thì ghi giùm em nhá. Quần thì để em chưa, quần áo hồng không biết rồi. Màu đen với lại màu
Rồi ghi em là màu trắng nha, màu trắng là màu đen. Áo lưng mặc là 135. Áo mặc 135 còn có hai cái thôi à. Áo lưng mặc là lên cao cấp với mọi người, 135 nhá. Rồi cái này ghi em, trời ơi. Áo màu bơ. Trời má ơi, đỉnh luôn mọi người, áo màu bơ 79k. Ghi em là bơ 79 nha mọi người. Ai lấy bơ 79 thì ghi em là bơ 79. Má ơi, nhức nách luôn đó mọi người. Mà cái áo này ví dụ như mọi người mà bọc tí xíu, đủ tí xíu mặc chả thấy gì. Những cái áo này là những cái áo mà ăn đứt dáng luôn á. Quần chúng mặc là size SML xả còn 105 nhá. Quần chúng mặc là hàng 145. Xeo còn 105. Hát cái quần chúng mặc là đẹp lắm, còn màu xanh nữa này. Màu xanh đâu người ta? Đây, còn màu xanh nữa nhá. Em xem áo sắc quần sọc hồi xíu. Này, quần kèm size nhá, màu xanh và kèm size. Đưa chị lại cái set áo đắp quần sọc. Quần sọc xanh. Đây, ai lấy cái gì thì chốt cho mọi người, chốt liền giùm em. Tại hàng xem thì chỉ mua trên like thôi. Tại bộ mã còn có cái em xem. Cái này quần len hàng xịn luôn đó mọi người. Quần ống ôm nha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Áo màu đỏ 79k. Đỏ 79k nha mọi người. Ai lấy đỏ 79.2 giùm em đi cả nhà ơi. Đỏ 79k nha mọi người. Ai lấy đỏ ghi giùm em là đỏ. Mấy cái áo này hàng xịn lắm mọi người, nhìn này. Vải này. Không phải hàng rẻ đâu mọi người. Rồi ghi giùm em là áo 79k giùm em. Áo đang mặc với lại quần đen size L. Quần đen với xanh size M cho chị Uyên Hoàng. Quần chúng mặc là đen với xanh. Cái này hàng xịn đó mọi người, hàng nhập á. Rồi quần này ủng hộ 145 lần nó mấy má. Ai lấy ghi giùm em nha. Ai lấy ghi giùm em. Trời ơi, quần nào thì nó đi với áo đó sẵn màu rồi em ơi. Rồi comment giùm em nha. Áo đỏ giùm em, share cho mọi người trên like. Còn cái này xả cho mọi người, còn nó 79. Ai lấy ghi giùm em nha. Cái mùa có rồi. Đây chị giá bơ này. Áo bơ 79.000. Xanh là cái gì? Xin bảo Ngọc ơi. Xanh là cái gì? Quần đó hả? Quần là xả 105. Hai cái thì tính còn có 100.000 cái nha. Quần mà mọi người lấy hai cái á thì tính còn có 100.000 cái thôi. Em đã xả nên xả tới cho mọi người luôn á. Thường là người ta xả xuống 15-20.000 nhưng em này một phát 140.000 luôn. Đó, áo bơ giùm em. Này mọi người, cái áo bơ này. Áo bơ cổ xanh nào vậy chị ơi? Xếp sọc trắng 100 cho Trang Phương. Xếp sọc trắng. Xếp sọc hả? Xin xin bảo Ngọc xem có 100.000 à. Áo hôm nay xả rẻ lắm luôn á. Hôm nay quá trời người săn được mùa rẻ luôn. Rồi mã này, áo bơ giùm em, xem còn 79k. Áo bơ 79k. Áo hồng con cái nè, trời ơi. Áo hồng con cái nè. Nãy ai comment mà em kêu hết rồi, comment lại. Áo hồng còn một cái 79.000. Ai lấy ghi giùm em nha. Đây nha mọi người. Cái này ghi giùm em là áo hồng 79k. Áo hồng 79k nha mọi người. Em biết hết mà chị kêu em đưa đâu rồi te. Xét là có con theo á. Đầy xét hồng cho chị Như Phạm 79k. Hết rồi mấy má ơi. Hết là hết. Nhìn giùm em cái đầm rồi để cái gì 135. Trời ơi cái đầm nè. Còn hai màu lấy liền. Đầm này đỉnh lắm luôn đó mọi người. Áo đen hết, không còn một bả nào luôn. Cứ về áo đen là hết cuộc đời vậy đó. Trời ơi mấy chị nhìn cái đầm này. Đầm siêu cưng luôn. Rồi cái giùm em nha. Đầm, trời ơi 135 mà mua cái đầm như thế này thì có đáng không mọi người? Thiệt nó đáng lắm luôn á. Đáng đồng tiền bát gạo chén cơm lắm luôn đó mọi người. Cưng ha. Mọi người mặc bẹt vai cũng được, mà mặc thành cổ vuông cũng được. Rồi 135. Màu hồng với lại là màu xanh ghi giùm em là đầm nhá. Đầm giùm em rồi set này để mọi người 135 luôn. Ghi giùm em là set QC cao cấp. Set này 170 nha, hồng 135 cho kim mùa. Rồi set này. Mọi người nhớ set này đợt trước lúc mà em có bầu á, xả đợt cuối là 169.000, 170 đó. Giờ để mấy chị 135 luôn. Ghi giùm em nhá, set màu màu nu với lại là màu hồng. Con này còn 4 set thôi. Nu với hồng 135 luôn. Cái này ghi cho em là mã set nha. Ôi vải nó nặng lắm luôn đó mọi người. Ghi giùm em nha, set. Cái phong quần đỉnh chưa. Ghi giùm em là set nha. Nhìn cái vải nha. Không phải là hàng rẻ đâu mọi người.
thể rồi ạ. Áo cũng còn cái cuối cùng cũng cùi. Áo này đẹp lắm luôn. Xe cho mọi người 145 luôn. Rồi má ơi, con làm gì có đồ bầu nữa mà Thanh Mỹ má. Con nghỉ đẻ 2 tháng mà Thanh Mỹ lâu lắm rồi. Vừa có đợt cuối chị Thanh Mỹ đồ bầu hết sạch, không còn cái nào luôn. Tầm hồng cho Thảo Vi, xét nu chị Uyên Hoàng. Trời ơi má, cái áo Vim 189 sale còn 145 nhá. Còn hai cái là hết nè. Cái áo Vim bao chất luôn mọi người. Áo Vim về mặc ví dụ như mà có quần ngố mặc cũng đẹp, hoặc là có quần legging á nè, hàng xịn luôn nha mấy bà. Rồi áo Vim nó đẹp ha. Mà để với chị 145 quá đỉnh luôn. Cái áo Vim bùi chất bùi siêu đẹp luôn mọi người. Áo Vim đẹp không? Rồi áo Vim nha. Sơ mi jean dưới 60-70 kg thoải mái cho người đẹp. Tại vì sơ mi jean này nó là dạng form rộng nên mấy bà mặc thoải mái. Trời ơi, đằng trước đã nhìn phê rồi, đằng sau này đẹp ha. Rồi ai lấy giùm em là jean giùm em nha. Jean giùm em. Rồi áo xám. Các thề luôn, mấy cái áo này là khách dành dữ lắm luôn này. Có cái à, áo xám để mấy chị 79.000 luôn. Màu xám đẹp không? Xám to luôn đó mọi người. Rồi ghi dùm dung là áo xám, xám 79k nha mọi người nhé. Ai lấy xám thì giùm em. Xám 79k. Cái này nam nữ mặc chung được nha mọi người. Xám. Rồi quần jean dài SML. Ai lấy jean dài thì giùm em. Rồi jean dài em lấy gì, set thể thao dài đúng không? Jean dài SML giùm dung nha. Quất liền. Quần jean này 170 thì trên line. Xám 79 cho Quỳnh Ngân. Xám 79 cho Quỳnh Ngân. Rồi bơ chữ dùm em 79 luôn. Há hộp của bao nhiêu người dành cái bơ chữ này luôn đó mọi người. Quá đẹp. Rồi bơ chữ 79 ra giống với màu hồng á. Ai cũng săn mấy cái mã chữ này hết á. Mặc lên nó đẹp lắm mọi người. Mặc lên bao đẹp. Rồi ghi dùm em nha. Dạ mai chốt đơn, mai like một buổi trưa nữa mới chốt. Ai muốn chốt đơn thì trưa mai dồn nha. Rồi ghi dùm em nha. Mã này ghi dùm em là xanh. Xanh bơ 79.000. Y chang cái màu hồng luôn á. Mà nó có màu xanh bơ. Rồi set này xả lễ luôn. 129 nha mọi người. Set này 170 hàng cao cấp. Cái này hàng xịt nha mấy chị. Cái này có một loại thun hàng Việt Nam. Mặc nó hơi mọi người giặt 1-2 lần nó sẽ bị gì người ta. Bị áo xanh bơ cho Quỳnh Ngân. Nó sẽ bị nhão á. Còn cái hàng này hàng nhập của em nhá, hàng xịt á. Hàng này nhập của ngoài Ninh Hiệp. Vô vải rất là xịt luôn. Rồi cái này còn một cái màu cam với một cái màu xám. Thế là mọi người trên like còn 129.000. Xét tay dài quần dài. Cái này để dành mọi người ủ kem á. Má hồi phê luôn. Ủ kem hoặc là đi nắng á mọi người. Có 130 thôi đó. Cho cái áo này. Áo này bán riêng. Đợt trước em có bán riêng cái áo này 85.000 rồi mọi người. Nguyên cả set luôn nha. Đây cái phong quần này. Xe cho mọi người trên like còn 129.000. Nguyên cả một set luôn nha. Ai lấy cái em là xám với lại là màu cam. Màu cam siêu đẹp. Sáng cho chị Thanh Nguyễn, cam cho Nguyễn Vân. Nó vải đỉnh lắm luôn, nó vải không chê được luôn đó mọi người. Còn cái hàng này mà chê cái gì là trả lại em này. Chất bao sướng luôn. Chất bao phê luôn á. Còn sáng không em? Xanh bơ là cái gì trời? Sáng cho mi gôn vỏ. Xanh bơ là cái gì vậy Mai Đào? Áo hả? Xét cam cho chị TN Nhung. Còn quần kinh đùi rách không chị? Ta. Xanh bơ là cái gì vậy Mai Đào? Ôi, em không có biết xanh bơ là gì. Má hồi màu cam đỉnh ha. Cam với xám đều đẹp mấy chị ơi. Xanh bơ là áo này hả? À chị quên mất tên rồi. Mai Đào. Lấy áo này đúng không Mai Đào ơi? Áo này đúng gì hú cái nha. Tại chả biết bà đang nói mã gì luôn á. Rồi quần jean dài 170.000. Xe cho màu 170 luôn á. Quá rẻ luôn. Màu đậm với màu nhạt. Cho chị xem xét mới mà. Xét nào vậy chị Tú? Xét tay dài hả? Nè, áo xanh bơ cho chị Mai Đào 79k. Quần rất là đẹp. Quần em xài mà trời ơi, quần này mà mặc với áo em đang mặc cũng đẹp luôn đấy chị. Quần là 170 kèm size SML hàng co giãn nha mọi người, hàng loại 1 luôn. SML màu nhạt với màu đậm. Quần dài với cái quần dài kèm size. Chị để được hả? Rồi chị để 2 tháng rồi em. Đưa chị cái xét lại đi. Chị để 2 tháng rồi, người còn hỏi chị để án nữa. Chớ. Chị để đứa thứ 3. Rồi cái giùm em nha, xét. Xét này đẹp lắm, em nói thật đó. Đi nắng hay là mọi người ủ kem mặc rất là phê đúng rồi, đi ra nắng mọi người. Mặc cái này cũng tự tin luôn á. Vì là chất nó dày lắm mọi người, chất xịn lắm luôn. Còn một set xám cuối cùng nha.
hai lấy thì giùm em xám với lại là màu cam còn hai set. Vải không che được, vải mà cầm về mà che là cứ trả lại cho em Trung ơi. Vải không có đẹp, giặt bị nhão hoặc là giặt bị thùng lông là cứ trả lại cho em. Hàng xịn cỡ này luôn đó mọi người, hàng rất là xịn luôn rồi. Ai lấy thì ghi giùm em, em đưa chị cái set gấu ngoài kia đi. Ai lấy thì ghi giùm em nha, set màu cam. Cái này mà mấy bà mặc cùng kem nó sướng lắm. Mặc cùng kem nó đi nắng là sướng lắm luôn á. Quần jean ống kiểu ống ôm ấy, em ơi, ống ôm. Quần jean nhà em á, lần đầu tiên em bán quần jean dạng như thế này là 170 luôn á, sale cho mọi người 170 luôn á. Tại quần này rất là xịn mọi người, quần này hàng mắc lắm mọi người cứ. Nè mọi người là người hay đi mặc quần jean mọi người biết mà, quần này đi ra ngoài không bao giờ có giá dưới 270 hết. Check cam chị Nhật Tiến Hồ. Cái quần này là không bao giờ dưới 270 hết. Jean Nhật nha mọi người nha. Check cam của bà Linh Nhật này, hình như là bà xả đơn hoặc là không nghe máy thì đơn nào này đi cọc đi nè. SML em ơi, quần jean co giãn nha. SML. Cứ giúp mẹ thôi. Nãy giờ sạc pin, không sạc pin hả ta? Nhớ là lai đầu cũng sạc pin rồi sao nó không vô pin. Quần jean là có size SML nha. Chưa ra thiếu hai thế. Bà Linh Nhật này có một đơn hàng không nghe máy bữa thôi này, nên là em không có bán nữa. Sao người ta đi cọc đi mấy má. Mấy má thì nằm trong cái gì xanh đậm xanh mờ cho Nguyễn Vân. Sao ngủ quá. Nón sau lưng chỉ là bao nhiêu? Nón này xả 99.000, còn nón này xe cho mọi người còn 129.3. Nón này xe lũ lắm luôn đó mọi người. Rồi ai đấy thì ghi dùm em nhá, kèm size SML rồi xả cái này luôn. Rồi quần xanh đậm L cho Thanh Phạm. Quần xanh đậm hết M nhá, trời ơi má ơi, xét này. Rồi hết L luôn. Rồi má ơi, quần legging ôm luôn. Rồi má ơi, mấy chị mua cái quần legging len như thế này đã là 125 rồi. Nguyên cả set này em để cho mọi người 125 luôn. Rồi ghi dùm em nhá, set trắng 125, cái này hàng xịn nha mấy chị. Set trắng 125, cái này là theo. Này thì cái quần legging đã chưa? Chất của cái quần legging rồi mấy chị. Má ơi, phê luôn. Len legging nha. Má ơi, cái quần legging bán không đã là 125 rồi. Nguyên cả set luôn, 125. Áo thun thon rộng, cái này là theo nha, cái này là theo luôn. Rồi 125 set xanh, set đen. Hai set này mà đi chơi hoặc là đi đâu bao cưng luôn mọi người. Xanh em không có set bố em không. Này của legging ôm nha mọi người, legging form ôm nhá. Rồi đen với xanh, đen với trắng, đẹp chưa? Áo này là áo theo nha mọi người nhá, áo theo. Mã này form rất là đỉnh luôn. Vậy là quần này còn một cái S nữa hả? Quần này còn đúng một cái S hả? Quần này còn đúng hai cái S thôi mọi người, hết ML luôn đó. Còn màu xanh nhạt là còn đủ size SML nhá. Quần này đầu đai em chốt nhiều quá rồi, thành thử ra giờ nó không còn nữa mọi người ơi. Thì nó không còn, nó sành xanh luôn. Ê lại chị sẽ xương mi đi. Rồi đồng body sale bao nhiêu ta? 125. Nón 99 cho chị Mai Đào. Ê mấy bà mua nón cấm bom nha, tôi chốt toàn khách mới toàn bom nón luôn không á. Nón chính chính là nón u xì bảy màu ấy. Rồi cái này đi giùm em nhá, tôi là ghét nhất là bán cho mấy bà khách mới á, toàn là những cái hàng sale lũ, toàn là không nghe máy với là bông hàng không. Nón này một lần nữa ấy là tôi cắt nón luôn không bán luôn á. Thì có tức ơi là tức, bán cho bà nào khách mới cũng bị bom nón luôn á. Rồi ghi giùm em body xả 125, còn một đen với một xanh nhá. Body 125 đen với xanh. Chị Mai Đào nhớ nghe máy dần cho em có lọc nha chị. Rồi đó, dần lắm luôn. Có nhiều khách vô cứ mua cho nó có đơn vậy đó, xong rồi vứt đó không nghe máy không gì hết. Em rất là buồn luôn. Rồi comment giúp em nha. Đây siêu phẩm của mấy chị đây. Rồi set này 140, nói không tin luôn đó mọi người. Set sơ mi bèo á. Mọi người mua cái set này về là đúng đỉnh luôn. Set sơ mi bèo màu xanh bơ, màu vàng, màu trắng, màu đen. Má ơi, còn cái set 140.000 vụng rời luôn. Em nói thật, bạn nào mà mua cái set này rồi là biết. Chất rất là đỉnh luôn nha. 140. Hãy để mấy bà có 140 luôn này. Sơ mi bèo, má chất này mấy bà. Hàng xịn nha. Màu đen nó màu trắng đó này, nó đẹp lắm luôn. Có 140 thôi. Bạn nào lấy thì ghi giùm em nhá. Body xanh dân ngoan. Mấy ký vừa
cái set này hả? Set này dưới 60kg là thoải mái. Ừ. Em lấy hai màu rồi đó. Không biết mọi người sai chứ hôm bữa về là em lấy hai màu rồi đó. Rất là xịn sò luôn, xịn lắm. Ừ, những cái đai quần này không phải đai giảm rẻ đâu mấy chị. Quần jean xanh đậm size S cho chị Kiều đổ. Rồi còn cái size S cuối cùng luôn. Rồi set sơ mi, bạn nào mà thích kiểu nhã nhặn mọi người lấy màu màu trắng á, màu trắng siêu đẹp, màu trắng với màu bơ á mọi người. Đó, siêu cưng luôn. Ai lấy thì ghi giùm em nha, set sơ mi kèm màu màu đen này. Màu đen bà nào á mà ú thì mọi người lấy nha. Cái màu đen á mặc nhìn ốm lắm luôn á. Ai lấy thì ghi giùm em nha, set sơ mi kèm màu. Còn màu bơ chị còn một set màu bơ cuối cùng. Chị lấy thì ghi giùm em là set sơ mi bơ nha, còn có set bơ à. Chỉ còn set baby doll, rồi má ơi, mấy má hỏi set baby doll con chịu luôn á. Không hình dung ra được set nào, em nói cái kiểu như chị với. Kiểu như chị mới biết được. Kiểu như mới biết được mấy má ơi, chứ má nói không thì sao con biết là má nào. Rồi, tặng luôn cái má này, còn set 80.000 luôn. Con set là mấy chị, 140 này. Này bị bom, xe 80 có mức ngực luôn nha. Áo này có mức ngực luôn. Rồi ghi giùm em nha, set sơ mi bơ chị Phạm Liễu này. 80 ai comment nhanh thì có nha, có set à. 80.000. Rồi set riêng 170. Xe mấy chị 130 luôn đi. Set riêng dưới 55kg nha. 170 xe 130. Set trắng trong miễn thoa sơ mi. Này mấy chị nhìn cái set riêng này siêu đẹp. Nhưng mà còn có set thôi. 170 xe còn 130 luôn. Ghi giùm em là set riêng nhá, set riêng 130, set riêng 130, này là toàn mỡ hàng bom không này, ôi má ơi, set riêng cho chị Hiền, ôi mấy chị ơi nhìn cái chất giùm em đi, rồi set đen xe 120, cái này 165 lận, xe 120 còn một đen nó một xanh, nhìn cái màu xanh để cho dễ biết nha, để dễ nhìn cái chất này, chất hàng loại một luôn, rồi 120.000, comment giúp em là set xanh với set đen. Set tái quần cũng giống set cho mi chỉ mới like hôm kia đó rồi nhớ mã luôn đó. Rồi ghi dùm dung nha. Chữa nhớ mã em tả kỹ xíu đi. Rồi ghi dùm em nha, mã này ghi dùm em là màu đen với là màu xanh. Coi lại set nào chị ơi, cái này đen với xanh dùm dung nha. Ai lấy thì ghi dùm em. Đen với xanh. Set xong nhiên còn một set này. Set xanh cho Loan, Loan ơi cọc với chị vỡ. Loan ơi là Loan ơi. Chị Hiền có set đi là set sơ mi đen cho chị Nguyễn Hà 140. Đầm này còn chả má hồi đầm 145. Ôi cái đầm này đẹp lắm mà còn có một cái. Trời ơi mấy chị nhìn cái đầm này. Trời ơi mấy chị ơi là mấy chị à, đầm giùm em nha.